Nước mắt em rơi trò chơi kết thúc. Hai vợ chồng cũng lục đục, cũng thôi nhau vì cái mũi. Mũi chỉ cách đây làm được khoảng 2 năm, làm ở thẩm mỹ viện. Nhưng mà làm không bị hư, co rút. Người ta rút sụn ra chị nhưng mà bị co rút đầu mũi hư. Làm được có mấy ngày là xảy sự cố à, chưa kịp cắt chị này. Kháng sinh, mọi cái để kiềm nhưng mà không được, sao họ rút sụn. Rút sụn ra thì xong rồi không cái mở trung bì gì đó, không giải quyết cho chị á. Thì các bạn chỉ uống thuốc nhưng mà cũng không được. Mà mũi hư á, thì gia đình mọi cái ai cũng chửi mắng, làm thế này thế nọ, rồi vợ chồng chị hai vợ chồng cũng lục đục, cũng thôi nhau vì cái mũi. Em càng nói em càng sai. Nó nhiều cái là áp lực cuộc sống, cái gì lắm nó không suôn sẻ bởi vì mình tư tưởng á, nó không được thoải mái. Cứ nhìn lại cái mặt mình, nhìn thấy mũi là mình cảm giác mình tự kỷ á. Nên là không biết nói sao. Đúng không? Nó, ví dụ như ở chỗ nào thì mình giấu, mặc quần bằng áo giấu được, nhưng mà cái mặt lại không giấu. Chẳng lẽ lúc nào cũng đeo khẩu trang. Muốn bác sĩ làm cho chị không cần phải đẹp như những người khác, chỉ cần nó bình thường thôi, để chị coi dễ nhìn, cái hài hòa khuôn mặt của chị là được. Cơ hội trong cuộc sống và trong công việc bị đánh mất đi rất nhiều, thậm chí là cả hạnh phúc của cuộc đời mình. Liệu cô ấy có lấy lại được mọi thứ? Cùng đón chờ xem. Cùng chờ đón kết quả của cô ấy ở tập sau nhé. Hãy đến với bác sĩ Phùng Mạnh Cường để nâng mũi an toàn và xinh đẹp.